những tin tức và câu chuyện đáng chú ý cà phê trưa hôm nay. Lá Phong Lâm ra MV tri ân lực lượng tuyến đầu. George Clooney mắc kẹt sau trận lũ lịch sử. Emma Stone cân nhắc kiện Disney. Vì công việc và sinh con, Rebel Wilson giảm 30kg sau một năm. Bà xã Xuân Trường xuất hiện với vòng hài lấp ló, nhiều người dự đoán chàng tiền vệ sắp làm bố. Ninh Dương Lan Ngọc đau khổ vì lên cơn trong thời gian nghỉ dịch. Beckham SO gây bão vì ảnh đầu tiên trong quân ngũ. U30 mà mặt mộc như em bé, netizen ở mầm xin mới kiếm hát tuổi. Tranh cãi nảy lửa, Harper mượn váy 54 triệu của mẹ. Beckham liền bị chỉ trích vì để con gái mặc đầm khoét hở hang quá đà. Jennie Blackpink khoe body với áo 2 dây quyến rũ, nào ngờ bị netizen chê bai, dòng mọc đâu rồi. Chuyện nghệ sĩ bị ám ảnh bởi body shaming. Yo, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Trưa số ngày 2 tháng 8. Vẫn là Trung Thành và vẫn là Khánh Nguyên đây. Ủa, bây giờ là mấy giờ rồi ta? Chắc chắn là 11:45 rồi đó anh Thành. Ta đang. Và cái khung giờ này cũng sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Việt Nam Top News cũng như là Upnet Lớp, đồng thời sẽ phát lại vào lúc 12 giờ trên kênh YouTube Net Lớp. Dạ, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình nha. Let's go! Và thông tin đầu tiên của chúng ta chính là Lã Phong Lâm ra MV tri ân lực lượng tuyến đầu. Lã Phong Lâm là ca sĩ trẻ sở hữu chất giọng hát khang rất lạ, vừa cho ra mắt MV Đời Cho Đi Còn Mãi do chính mình sáng tác để tri ân những bác sĩ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19. Nam ca sĩ cho biết đã 2 năm qua và 4 đợt dịch đi qua rồi. Anh vô cùng cảm kích trước những y bác sĩ nơi tuyến đầu, những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm lá lành đùm lá rách liên tục hỗ trợ những mảnh đời khốn khó của xã hội. Câu hát Đời Cho Đi Còn Mãi, hạnh phúc chính là đây, sẽ đến một ngày tóc cũng phai màu thì hơn thua làm gì đâu. Gạt sân si ta cùng đi đến cuối đường là thông điệp giản dị tôi muốn gửi đến mọi người. Còn nhớ những ngày đầu năm 2020 khi phải chứng kiến dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Lã Phong Lâm đã dốc lòng viết lên ca khúc Việt Nam ơi, cùng nhớ đồng lòng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện như Tuấn Hưng, Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Quang Thắng, Tự Long, Xuân Bắc. Và thông tin thứ hai, theo Myra, Giorgio Clooney và gia đình đã mắc kẹt trong căn biệt thự của anh ở hồ Como, thuộc miền Bắc Italia sau khi nơi này trải qua trận lũ quét lịch sử. Trước đó, 3 ngày mưa lớn liên tục đã gây lên trận lũ lụt để lại nhiều thiệt hại ở Italy. Theo chia sẻ của Clooney, ban công tầng 1 nhà anh đang bị lấp đầy bởi bùn đất và nhiều mảnh vỡ. Căn biệt thự của nam diễn viên được xây dựng từ thế kỷ 18, sau đó tới năm 2002, ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của Clooney với giá là 11,7 triệu euro. Hiện tại, nam diễn viên cùng tình nguyện viên ở gần nhà dọn dẹp lại đống đổ nát. Trước đó, ngôi sao Austin Eleven cho hay, anh quyết định ở lại căn biệt thự cùng vợ và hai con nhỏ 4 tuổi khi trời bắt đầu đổ mưa. Clooney nói với truyền thông rằng, những điều xảy ra tồi tệ hơn tôi tưởng rất nhiều. Ở Sinopio, tình hình đang nghiêm trọng, tôi đã nói chuyện với thị trưởng, sẽ có nhiều việc phải làm và sẽ tốn tới hàng triệu đô. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ tốt lên vì đây là thành phố kiên cường. Trong khoảng 10 ngày cuối tháng 7, châu Âu phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt bao gồm lũ lụt lớn ở Đức và Mỹ khiến ít nhất 170 người mất mạng. Và thông tin thứ ba là Emma Stone đang cân nhắc có thể kiện Disney. Ngày 30 tháng 7, theo Screen Rant, Emma Stone đang cân nhắc kiện công ty Walt Disney vì phát Cruella trên ứng dụng trực tuyến, tiếp bước Scarlett Johansson, nữ diễn viên phản đối chính sách phát hành mới của Disney. Tin tức trên được thông báo bởi Matt Belloni, cựu biên tập viên của Hollywood Reporter. Trong bản tin What I'm Listen, ông cho biết minh tinh người Mỹ muốn làm đơn kiện vì chính sách của Disney khiến doanh thu Cruella bị ảnh hưởng. Cruella ra rạp ở Bắc Mỹ vào ngày 28 tháng 5, đồng thời phát song song trên ứng dụng Disney Plus với mức giá khoảng 30 đô. Theo Screen Rant, bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng doanh thu không quá ấn tượng. Đây là hệ lụy của việc phát đồng thời bộ phim ở rạp và trên ứng dụng trực tuyến. Các bản lậu xuất hiện dày đặc, được dịch ra nhiều thứ tiếng, làm ảnh hưởng đến việc phát hành ở các quốc gia khác. Yeah. Đố anh, Cruella là nhân vật gì? 101 của cái đếm. Đúng, nhưng mà người đó là anh không nhớ tên, anh chỉ biết thôi. Cruella là cái người đàn bà mà tóc hai màu. Dạ. Và lúc nào cũng khoác được một cái bộ đồ cho đớm hết. Chính bà đấy là, nếu mà trong phim hoạt hình ngày xưa anh coi á, là cái người đã bị ám ảnh bởi lòng cho đớm. Ừ. Chỉ muốn bắt cho đớm mới làm lòng thôi. Nhưng mà theo cái những gì anh biết thì Cruella trong bộ phim của mình là một nhân vật thật sự rất là khác biệt. Và gây lên tiếng vang rất lớn dành cho những người phản diện, được một nhóm những nhân vật phản diện yêu thích nhất. Tiếp theo đó là Maleficent. Tôi thích đầu là Maleficent. Disney sẽ rất là buồn khi gặp anh đó. À, không sao đâu. Và thông tin tiếp theo, vì công việc và sinh con, Rebel Wilson giảm 30kg sau một năm. Ngày 31 tháng 7, theo Fox News, nữ diễn viên Rebel Wilson dành cả năm 2020 để tập thể dục, ăn kiêng và đã giảm được 30kg chỉ trong một năm. Lý do giảm cân lớn nhất của Rebel Wilson là để có nhiều cơ hội làm mẹ. Minh tinh người Australia tiết lộ cô nhận được thông tin không tốt đẹp về sức khỏe sinh sản. Ở tuổi 41, nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn nếu quyết định mang thai.
Giảm cân để làm gì là câu hỏi tôi thường xuyên nhận được. Tôi quyết định đến phòng tập ăn kiêng sau khi được bác sĩ tư vấn. Họ nói rằng tôi dễ mang thai hơn nếu có thân hình thon gọn. Giảm cân cũng đảm bảo sức khỏe mẹ và bé. Trước đây ngôi sao John Nick Romantic cho rằng cô thấy khó chịu với những lời tư vấn của bác sĩ khi cho họ cho rằng cân nặng 132kg là khá khỏe mạnh. Ngày 13 tháng 6, Rebel Wilson có mặt ở Atlanta, Georgia, Mỹ để đóng chính trong một Senior Year. Daily Star đưa tin ngoại hình thon gọn khiến nữ diễn viên có nhiều cơ hội hơn. Tôi từng nghĩ càng béo càng dễ gây cười. Những cô gái mẫm mỉm thường đóng hài giỏi hơn. Tôi nghĩ thật khó để cười nhạo một người có thân hình hấp dẫn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương mục Hashtag của Sao. Chuyên mục Hashtag của Sao là chuyên mục để chia sẻ những status, những phát ngôn của Sao Việt và thế giới trong 24 giờ qua. Và thông tin đầu tiên chúng ta sẽ đến với một nữ hoa hậu của Việt Nam, đó chính là nữ hoa hậu Kỳ Duyên. Hoa hậu Kỳ Duyên lại bị chê vì ăn mặc phóng khoáng. Mới đây Kỳ Duyên khiến dân tình sốn con mắt khi chia sẻ trên story Instagram một đoạn clip ngắn khi tham gia sự kiện. Trong video, cựu hoa hậu Việt Nam diện bộ đầm màu trắng cúp ngực khoe vòng một căng đầy. Có vẻ như người đẹp đang nhớ về hình ảnh siêu nuột của mình trong một sự kiện khi chưa có dịch bệnh. Thế nhưng, nhiều bình luận lại chê bai vì cô đang ăn mặc quá phóng khoáng. Hồi tháng 4 năm 2018, Kỳ Duyên gây sốt khi thừa nhận nâng cấp vòng 1 lên số đo gần 1 mét. Cô cho biết bản thân tự ti vì vòng 1 không đầy đặn nên muốn thay đổi để tích cực hơn trong tương lai. Sau khi nâng cấp vòng 1 của Kỳ Duyên tự tin hơn và thường xuyên diện những bộ cánh khoe vòng 1 căng tràn. Với nhan sắc ở thời điểm hiện tại, Kỳ Duyên cho rằng mọi thứ đã đủ rồi. Cô đang cảm thấy rất tự tin với những gì mình có và chắc chắn sẽ không can thiệp vào dao kéo thêm một lần nào nữa. Anh nhớ số đo chuẩn người ta là 90, 60, 90 là 90cm đúng không? Ừ, 100cm sẽ là 1m. Và kết thúc vòng 1, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2. Đó chính là bà xã Xuân Trường xuất hiện với vòng 2 lấp ló. Nhiều người dự đoán rằng chàng tiền vệ đã sắp làm bố. Trước đó thì chúng ta đã có thông tin là Xuân Trường đã lộ rõ khuôn mặt là một người rất là thương vợ. Thương chứ không có sợ nha. Thì ngày hôm nay trên Instagram của mình, Nhuệ Giang, bà xã Xuân Trường chia sẻ khoảnh khắc cúi đầu, tóc bị gió biển thổi tung. Cô này còn đăng lại vài dòng thơ sống của Xuân Quỳnh như là sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, anh cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Ồ, rất là dễ thương thôi mọi người. Bức ảnh bên bờ biển của Nhuệ Giang khiến dân tình xôn xao nghi vấn cô đang mang thai con đầu lòng. Bộ trang phục của Nhuệ Giang mới là điều khiến netizen chú ý nhiều nhất. Dù đang đi biển nhưng Nhuệ Giang ăn mặc khá kín đáo với phần thân áo yếm rộng ở bên ngoài. Tuy chỉ đăng ảnh bán thân nhưng nhiều người cũng tinh ý nhận ra là bà xã Xuân Trường đang có vòng hai lấp ló như đang mang thai. Chưa rõ thời điểm bức ảnh của Nhuệ Giang chụp là khi nào nhưng có thể thấy bà xã Xuân Trường đã tăng cân rõ rệt so với các lần xuất hiện trước đây. Hình ảnh mới nhất của Nhuệ Giang chia sẻ, nhiều khán giả đã hy vọng rằng cặp đôi sẽ sớm có tin vui đón quý tử trong thời gian tới để tiếp nối với Công Phượng. Công Phượng sắp làm cha rồi biết không? Biết. Bây giờ là phải là Xuân Trường. Oh. Phượng đi đâu phải có Trường theo đó. Ok. Mỗi mùa hè về Trường phải có Phượng. Rồi với thông tin thứ ba, Ninh Dương Lan Ngọc đau khổ vì lên cơn trong thời gian nghỉ dịch. Cũng là một dạng lên cơn đó. Nhưng mà lên cơn của vợ Xuân Trường khác với lên cơn của Ninh Dương Lan Ngọc nha. Ok. Là mỹ nhân có thân hình nhỏ nhắn, quyến rũ, thế nhưng trong những ngày tránh dịch, Ngọc Nữ để khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi cân nặng đã có sự thay đổi nhanh chóng. Trước khi giãn cách xã hội, Ninh Dương Lan Ngọc có lịch trình làm việc dày đặc, cô luôn chú ý giữ cân nặng ở mức hoàn hảo và vòng eo 54 cuốn hút. Thế nhưng đại dịch đến là lúc ngành giải trí đóng băng. Việc quanh quẩn ở nhà, nấu ăn và chơi với các cháu khiến cô nàng lên cơn thấy rõ. Người ta thường nói tốt khoe xấu che, nhưng riêng Lan Ngọc thì ngược lại, cô không ngại khoe chiếc eo thon biến mất, lớp mỡ bụng xuất hiện và cô còn quyết tâm loại bỏ người bạn mới này. Thật ra thì cái việc tăng cân đối với các cô gái là một cái vấn đề rất là gây áp lực lâm sàng. Hình như hôm nay anh thấy Khánh Nguyên cũng thon lại một tí á. Đừng động vào nỗi đau của em không thể nào lên ký được. Đây, trong khi cả công ty ai cũng lên ký với cái chế độ ăn ngày 3 bữa của công ty mình. Đây là tiếp người ăn ngoài đít mập. Còn đây là tiếp người không ăn gì cũng mập. Mặc dù tối nào em cũng ăn đêm. Trời đất ơi. Thông tin kế tiếp thì anh nghĩ là em sẽ rất là thích đó. Vậy để em đọc cho nha. Xin mời Khánh Huy. Đó chính là Baekhyun, thành viên của nhóm XO đã gây bão vì loạt ảnh đầu tiên trong quân ngũ. U30 mà mặt mộng như em bé, netizen ầm ầm xin bí kíp hắc tuổi. Vào tháng 5, Baekhyun đã trở thành thành viên EXO tiếp theo lên đường nhập ngũ. Sau gần 3 tháng huấn luyện, đến nay những hình ảnh đầu tiên của Baekhyun trong quân đội mới được hé lộ. Lâu lắm mới thấy xuất hiện, giọng ca chính của EXO khiến dân tình trầm trồ bàn tán. Vẫn giống như em bé vậy, anh ấy giống như ở tuổi 20 hơn là 30. Kiểu tóc ngắn mới được khoe trọn vẹn khuôn mặt của Baekhyun. Bí kíp trẻ mãi không già của anh là gì thế?
Năm nay Beckham đã 29 tuổi nhưng nhìn gương mặt mộc, mái tóc cắt ngắn của nam idol thì dân tình không khỏi cảm thấy bất ngờ vì anh vẫn giữ được nét trẻ thơ như em bé. Bỏ đi tiểu tóc cầu kỳ, lớp trang điểm lung linh, gương mặt mộc của Beckham không hề có một chút dấu hiệu nào lão hóa nào, mọi đường nét vẫn vô cùng rõ ràng. Thật ra thì em thấy bên Hàn Quốc có nhiều người giống như là hắc tuổi á, càng lớn tuổi họ sẽ càng giống như là lão hóa ngược vậy, đẹp lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin kế tiếp. Đây là một cuộc tranh cãi nảy lửa của các fan trên mạng xã hội. Harper, công chúa Harper, của nhà Beckham. Harper mượn váy 54 triệu của mẹ. Beckham lại bị chỉ trích vì đẩy con gái mặc đầm khoét hở hang quá đà. Vợ chồng nhà David Beckham cho đáy nữ diện đồ khoét ngực dù cô bé mới 10 tuổi khiến nhiều netizen cảm thấy khó hiểu. Là cô con gái duy nhất trong gia đình, ngay từ nhỏ Harper đã được ông bố David Beckham và mẹ là Victoria cưng chiều hết mực. Trang phục của cô công chúa nhỏ luôn được Victoria Beckham đầu tư và đặt nhiều công sức. Mới đây, bà mẹ bốn con đã chia sẻ khoảnh khắc David và Harper cực kỳ dễ thương trong chuyến du lịch tới Ý. Sẽ không có gì đáng nói nếu như khán giả không phát hiện ra rằng bộ váy cô bé đã mặc chính là thiết kế trị giá 1.700 bảng Anh, tương đương với 54 triệu đồng. Và Victoria mới cho ra mắt hồi tháng 5 này. Nhiều người cho rằng Victor đã cho cô gái mượn váy và sửa lại phần ngực để không bị hở hang quá đà. Tuy nhiên, dân tình vẫn chỉ trích cặp bố mẹ nhà Beckham và cho rằng chiếc váy khoét quá sâu, không phù hợp với lứa tuổi của Harper. Một số cư dân mạng cũng cho rằng cố nhà Beckham diện chiếc váy này nhìn rất xinh xắn và điệu đà, không có vấn đề gì vì vốn phần hở hang đã được xử lý ít nhiều. Một cái thông tin rất là chung chung, em cũng không có ý kiến gì về cái thông tin này hết, bởi vì đó là một cái thẩm mỹ quan của mỗi người, mình không nói được. Vậy thôi, giờ chúng ta sẽ đi qua những thông tin kế tiếp. Blackpink in the area, yeah. À, tên này của em nha. My God, lại giành được rồi, ok. Jennie Blackpink khoe body với áo hai dây quyến rũ, nào ngờ bị netizen chia bài. Round 1, where is it? À. Có nghĩa là vòng 1 đâu rồi? Khán giả chắc cũng đang đặt câu hỏi cho khán viên. Thôi đi, cắt cắt. Mới đây trên Instagram, Jennie của Blackpink khiến dân mạng phát sốt với loạt ảnh cực xinh đẹp, gợi cảm. Không chỉ gây chú ý với gương mặt xinh đẹp, Jennie còn khiến fan xịt máu mũi khi tạo dáng với áo hai dây quyến rũ. Trên Intis, nhiều cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi body vô cùng thon gọn, quyến rũ của Jennie. Jennie quá hot trời ơi, một bức ảnh cực phẩm, tôi cũng muốn có được body như cô ấy. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến xăm soi vòng 1 của cô nàng khi cho rằng vòng 1 của cô ta đã biến đâu mất rồi. Sao vòng 1 của Jennie lúc gợi cảm rồi khi nào bốc hơi thế này? Jennie vốn nổi tiếng với vóc dáng gợi cảm, nóng bỏng, đặc biệt là vòng eo. Nếu như vòng eo thon nhỏ nhất bất biến thì vòng 1 của Jennie dường như lại biến đổi bất thường. Có 10 điểm thị lực thì dân mạng cũng phải thắc mắc với vòng 1 khi căng tràn bờ đê lúc xẹp xín tin hin của Jennie. Không biết Khánh Huyền sao, không biết mọi người sao chứ anh thấy là vòng 1 nhỏ lắm là chân ngắn. Và là em nghĩ là lép gọi là lép đang là xu thế mà anh. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng bức tường thì mãi trường tồn với thời gian. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục Câu chuyện showbiz. Đây là chuyên mục được rất nhiều mọi người đều quan tâm, thậm chí chính tôi cũng quan tâm. Chuyện nghệ sĩ bị ám ảnh bởi body shaming. Và đây cũng là một vấn đề mà cả thế giới đều lên án mỗi khi có ai đó bị dính vào vấn đề này. Body shaming tức là sự kỳ thị, sự phân biệt, sự đánh giá khắt khe hoặc là ngoài những cái tiêu chuẩn thông thường của một nhóm người hoặc là một người nào đó đối với một cá nhân hoặc tập thể nào đó. Ví dụ như sẽ có những người chơi Khánh Huyền ốm quá, gầy đét gầy đeo, hoặc là Thành mập như heo. Cái câu mà tôi thường nhận được thấy, chính bản thân tôi thường được thấy trên mạng xã hội, trên những cái bài đăng và những cái video clip là rất nhiều bạn rất là vô duyên comment thẳng vào thằng MC mập như heo, rồi MC nhìn thế này thế kia. Đó là sự body shaming và các bạn lại xúc phạm người khác. Nghệ sĩ là một nghề đặc thù, người của công chúng thì ngoài tài năng họ còn phải đẹp về ngoại hình, nhất là thời điểm hiện nay. Nhiều nghệ sĩ phải nhận những bình luận rất khiếm nhã về ngoại hình. Chúng ta sẽ cùng điểm lại một số nghệ sĩ đã có chia sẻ. Đầu tiên là diễn viên Thanh Trúc từng chia sẻ rằng, cách đây 4 năm tôi bị ám ảnh về vấn đề cân nặng. Khi đọc những bình luận khán giả chê bai từ vẻ ngoài, tôi căng thẳng và lo lắng hơn. Sau đó tôi lao vào tập gym điên cuồng và nhịn ăn để có thể giảm cân nhanh chóng. Kết quả tôi bị biến ăn và cơ thể bị suy nhược. Sau khi tham gia cuộc thi tình Bolero, tôi phải nhập viện. Và tiếp theo là nữ ca sĩ, là chủ nhân của bản hit Giả vờ nhưng em yêu anh, đã từng hot một thời. Đó chính là nữ ca sĩ Viu Lam. Cô chính là người mà bị cộng đồng mạng đem ra soi mói rất là nhiều về cái hình thể của cô khi mới gia nhập làng giải trí nè. Và ngay cả khi giảm cân rồi, quay trở lại với làng giải trí thì cô vẫn tiếp tục bị body shaming.
Nữ ca sĩ đã cũng từng thường xuyên nhận những lời phê bình về ngoại hình. Tôi tập không phải là vì ai chê xấu, chê đô con, chê đùi to. Tuy tôi biết người chê không ít, tôi buồn thôi chứ không phải là lý do để mình có một cuộc sống lành mạnh. Và người được ví như là chị em với Miu Lê đó chính là Hiền Hồ cũng không thể thoát khỏi cái cảnh này. Bởi vì có một khoảng thời gian Hiền Hồ liên tục xuất hiện trong bài viết so sánh ngoại hình của mình với Trần Đức Bo. Cái đoạn thời gian mà Trần Đức Bo quay trở lại gây hot trên TikTok, mạng xã hội á, là có một cái mái tóc cắt y chang như Hiền Hồ luôn. Nên thế là cô đã bị đem ra và so sánh với Trần Đức Bo. Nữ ca sĩ cho biết cô tổn thương khi ngoại hình liên tục bị mang ra làm bàn tán, làm trò cười. Bản thân chưa bao giờ muốn cộng đồng mạng đưa về vấn đề ngoại hình sắc đẹp của mình ra bàn tán, và cơ bản là thực sự là không ai muốn như vậy. Kế tiếp là nghệ sĩ Phương Vi. Sau khi con gái cu ra được 3 tháng, Phương Vi xuất hiện trong một sự kiện. Tuy nhiên khi mặc đầm xanh ôm sát cơ thể, nữ ca sĩ nhận nhiều lời chê như quá béo, da đen, thậm chí cô luôn tưởng tượng bản thân mình như một con lợn cạo. Có một nỗi sợ mà Vi chưa từng dám nói dai. Vi sợ con mình khát sữa. Chính vì stress dồn dập đã làm Vi mất sữa nuôi con mình trong khoảng thời gian đó. Vi đã nghĩ đến chuyện bỏ ca hát vì con. Tiếp theo là nữ diễn viên Khả Ngân. Khả Ngân cho biết kể cả khi cô béo hay gầy thì khán giả cũng bình luận trái chiều. Đó là lý do cô ám ảnh về ngoại hình, thường soi gương mỗi khi thức dậy. Thời gian qua tôi hay đọc được những bình luận như kiểu như là sao lép thế, sao đen thế, hay nhìn giống như không có sức sống. Nhưng lúc mập mọi người cũng chê, đọc các bình luận tôi cũng không hiểu sống sao cho vừa nữa. Mà em thấy chê đen quá là thấy không ổn nha. Cơ bản là Khả Ngân em thấy đâu có đen đâu. Đúng rồi, Khả Ngân rất là đẹp. Rất dễ thương. Cơ bản là cái đoạn thời gian đầu Khải Ngân chơi boxing á, khi mà xuất hiện trước công chúng á, thì một cô gái thể thao da ngăm đen là chuyện rất là bình thường. Đúng rồi. Cơ bản là em cũng đâu có trắng được. Em trắng hơn anh. Anh là con trai. Ok. Em cũng đã từng tự ti về cái màu da của mình rồi. Bởi vì mặc dù là người Việt Nam giống như nhau nhưng mà em đen hơn tất cả các bạn trong lớp. Có thể mọi người thấy là cái body shaming này nó rất là tệ, gây ra rất là nhiều tác động tiêu cực đến cuộc sống của mọi người. Nhưng mà không chỉ có dành cho giới nữ mà cả các nghệ sĩ nam, những người nam giới cũng đều nhận được body shaming. Chúng ta hãy cùng đến với hai nghệ sĩ được chia sẻ nhiều nhất, đó chính là Đức Phúc. Giữa tháng 7 năm 2017, Đức Phúc thông báo về phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó anh là nạn nhân của những bình luận trái chiều liên quan đến ngoại hình. Có giảm hóa cảm xúc, lại nỗ lực giảm được 11kg nhưng anh liên tục nhận được những bình luận chê bai. Nam ca sĩ thừa nhận những chế giễu của cộng đồng mạng là một phần lý do khiến anh quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Và nhân vật thứ hai chính là Tim. Sau ly hôn với Trương Quỳnh Anh, nhan sắc của Tim ngày càng tụt dốc không phanh. Liên tục bị chê bai về việc gầy gò, xương gương mặt ốm tòng tèo khiến nam ca sĩ bức xúc. Từ bao giờ ốm là cái tội? Quan trọng là tinh thần vẫn vui vì được hát, được diễn. Tôi vẫn yêu đời, yêu người nha. Cái thật sự cái vấn đề body shaming này á, nó rất là kinh khủng luôn. Có thể là các bạn chỉ đang chửi cho sướng miệng thôi. Các bạn không bao giờ nghĩ là nếu một ngày các bạn bị chửi lại như thế nào. Hồi nãy là anh đã nói vấn đề là body shaming của do nam giới. Và em cũng đã nói về nữ giới. Thì bây giờ còn tới cả một cái giới nữa trong cộng đồng LGBT. Và cái tên này chắc chắn là một cái tên rất quen thuộc với khán giả. Từ một ca sĩ nam giọng hát rất là cao, thánh thoát và rất là dễ thương. Thì khi mà cái ngày mà cô ấy quyết định chuyển đổi giới tính mình lại về đúng với bản chất thật của mình, thì cũng là những ngày mà cô ấy nhận được những lời đàm tiếu, những lời kỳ thị rất kinh khủng. Và đó không ai khác, đó chính là Linh Ly. Xuất hiện tại một sân khấu trong tạo hình gợi cảm nữ tính với chiếc váy lấp lánh bó sát cơ thể, Linh Ly hay còn gọi là Tô Ngọc Bảo Linh bị nhiều dân mạng bình luận với những lời lẽ như khoái thai, tởm lợm, được bỗng chuyển thành cái, nhìn cứ thấy tởm tởm sao ấy. Đây là thật sự là những lời lẽ không nên thoát ra từ miệng một con người. Thưa mọi người, body shaming đang thực sự trở thành một cái vấn nạn không chỉ ở Việt Nam. Đâu cũng có body shaming hết. Anh Thành có biết một điều là ở bên Hàn Quốc á, thì cái việc body shaming nó thực sự là một cái vấn nạn trong xã hội. Nó đã được lên án một thời gian rất dài và ngay cả có những cuộc biểu tình, là những cuộc đấu tranh để có thể chống lại cái việc body shaming đó. Và mãi sau gần đây thì nó đỡ hơn tí xíu. Mà cái vấn đề mà body shaming lớn nhất ở Hàn Quốc đó anh Thành biết là gì? Rất nhiều vụ tự sát về vấn đề đó. Không phải, đó chính là phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật thẩm mỹ cũng được coi là một body shaming đối với cái người nữ hoặc là người nam sử dụng dao kéo để làm cho mình đẹp hơn. Mình đây mình sẽ dùng những câu chuyện thật sự của bản thân. Trong một vài năm trước Thành có tham gia một chương trình truyền hình. Thì cá nhân là mình sống sao mình để vậy. Nhưng khi lên truyền hình có những cái bạn khán giả không thích, có thể các bạn không thích được, ok mình không sao. Nhìn không ưa mắt, thế là các bạn sẵn sàng dùng những cái lời như là ở tại sao lại đưa thằng mập này vô vậy? Mập như heo, đã già còn xấu còn mập. Các bạn có thể nghĩ là đó những lời nói thông thường bình thường ấy, mày già mày xấu mày mập, ok cái đó mình nhận. Nhưng các bạn có bao giờ nghĩ rằng những cái lời nói của các bạn nó gây sát thương đến mức nào chưa?
Anh đã từng có những người bạn là nghệ sĩ, có những cái ngày họ stress đến cái mức mà họ thức trắng mấy đêm trời. Anh thấy lọ, ủa tại sao bình thường bạn vui vẻ, cậu lạc quan tích cực mà. Đọc những bình luận trên mạng, tôi thấy cậu, con người người ta bây giờ nó quá kinh tởm. Sẵn sàng buông lời nhục mạ, chì chiết người khác mà không cần quan tâm là cuộc sống của họ như thế nào. Họ làm được những gì? Nói cho sướng cái miệng thôi. Cái thứ vũ khí mà giết con người ta nhanh nhất không phải là đao kiếm vũ khí đâu, mà chính là lời nói. Một nữ diễn viên nghệ sĩ của Hàn Quốc đã từng bị body shaming, từng bị miệt thị dẫn đến mức trầm cảm. Thậm chí khi cô ấy đăng những cái tấm ảnh gần như là cuối cùng của đời mình lên á, thì khán giả vẫn không ngớt lời mà chửi, chỉ trích và thậm chí là body shaming miệt thị hơn, kinh khủng hơn. Và cô ấy, khi cô ấy không tìm được ai để mà giải tỏa được những cảm xúc đó, cô ấy đã chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình. Nhưng ngay sau đó thì những cái con người đã từng chửi cô ấy á, lật mặt nhanh hơn cả người ta lật bánh tráng. Ôi thương tiếc cho cô ấy rồi, tại sao cô ấy lại có thế cuộc đời này. Và anh Thành có biết một điều rằng á, mà khi mà những người mà họ nói ra những cái lời lẽ không hay đó, thì một số họ đã nghĩ rằng là khi mà mình nói như vậy thì cái đối tượng đó họ sẽ trở nên tốt hơn, cho nên họ cứ nói. Và họ không biết rằng là câu nói của mình nó có phù hợp với cái người đó hay không. Thì nếu mà nói về vấn đề như vậy á, như Khánh Nguyên nói á, nếu các bạn thực sự xem đó là lời khuyên, hãy lựa cách nói làm sao cho nó hợp lý nhất. Những cái nhận xét của khán giả là thật sự đó là những cái lời mà những cái người trong giới nghệ sĩ rất muốn nghe. Nếu như khán giả dùng những lời mang tính miệt thị và cay đắng thì chắc chắn nghệ sĩ không những không nhận được lời khuyên, không thay đổi được, mà họ sẽ trở nên trầm cảm, áp lực hơn trong cuộc sống của bản thân. Đúng vậy. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cà Phê Trưa ngày hôm nay. Khánh Uyên và Anh Thành cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những số đầu tiên đón chào tháng 8 của chương trình Cà Phê Trưa. Yeah. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 11:45 trên kênh YouTube Việt Nam Top News và Amnet Love. Đồng thời cũng sẽ phát lại vào lúc 12:00 trên kênh YouTube Net Love. Các bạn đừng quên đón xem nha. Và bây giờ thì Trung Thành và Khánh Uyên rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào từ ngày và hẹn gặp lại.